Việc thúc đẩy không dùng tiền mặt trong giao dịch mang đến lợi ích rất lớn cho người dân và ngân hàng cũng như là các đơn vị có liên quan, tăng tính minh bạch của nền kinh tế và giảm các chi phí xã hội liên quan đến việc sử dụng tiền mặt. Sau đây là ghi nhận từ hội thảo hướng đến một xã hội không dùng tiền mặt diễn ra ngày 15 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua 2 năm triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ, tỷ lệ các giao dịch thanh toán điện tử được các ngân hàng xử lý liên tục tăng. Năm 2018 tăng 25% so với năm 2017. Hệ thống hạ tầng được hoàn thiện để đáp ứng hoạt động bảo mật nhanh chóng. Tuy nhiên, việc thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch mua bán vẫn là chủ yếu ngay cả với thương mại điện tử. Theo số liệu của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, hiện 90% người mua hàng qua mạng trả tiền bằng tiền mặt do yếu tố niềm tin. Ngân hàng nhà nước hiện đang tập trung ba trụ cột để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, gồm cơ sở hạ tầng pháp lý, cơ sở hạ tầng thanh toán và truyền thông để nhằm thay đổi nhận thức, hành vi, giảm tâm lý e dè với hệ thống ngân hàng. Thứ nhất là xây dựng các nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán tiền mặt. Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phải tăng cường công tác an ninh an toàn bảo mật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng. Theo các chuyên gia, để thay đổi thói quen tiền mặt đã ăn sâu trong người dân, chính phủ, ngân hàng nhà nước cần hoàn thiện hành lang pháp lý, kiến tạo các hệ sinh thái cho thanh toán số, xây dựng các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tiện lợi, an toàn, xây dựng các chính sách ưu đãi cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó cũng cần có vai trò tiên phong của các doanh nghiệp nhà nước cung cấp dịch vụ công